Đài không lưu bị mất điện, Tân Sơn Nhất tê liệt gần 2 tiếng đồng hồ. Báo Dân Trí cho hay đài không lưu phi trường của Tân Sơn Nhất đột ngột bị mất điện trong gần 2 tiếng đồng hồ vào trưa ngày 20 tháng 11 năm 2014. Ít nhất 50 chuyến bay phải quay đầu trở lại nơi xuất phát hoặc đáp xuống các phi trường phụ. Hầu như không có chuyến nào có thể bay lòng vòng trên không để chờ vì tình trạng cúp điện kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ, từ 11 giờ 5 phút cho đến 12 giờ 40 phút trưa ngày nói trên. Hàng ngàn người chờ đón thân nhân tại nơi đây đã nhốn nháo xôn xao vì đợi hoài vẫn không thấy chuyến bay của người thân hạ cánh. Theo báo Dân Trí thì đây là sự kiện chưa từng xảy ra trong lịch sử hoạt động của ngành hàng không Việt Nam. Cũng theo báo Dân Trí, tối ngày 20 tháng 11, Cục Hàng không Cộng sản Việt Nam xác nhận sự việc kể trên và đã mở cuộc họp khẩn cấp để xem xét nguyên nhân dẫn đến sự kiện chưa từng có trong lịch sử hoạt động hàng không của họ. Theo đài BBC Việt ngữ, ngành hàng không Cộng sản Việt Nam đã nhiều lần để xảy ra sơ suất chết người. Tại phi trường Đà Nẵng hôm 27 tháng 6 2014, một chiếc máy bay của hãng hàng không Việt Nam Airlines suýt đụng máy bay của hãng Jetstar Pacific ở trên không vì lỗi của kiểm soát viên không lưu. Gần đây nhất là vụ chiếc Airbus A231 của Việt Nam Airlines suýt chạm vào một chiếc phi cơ trực thăng vì lỗi của bộ phận kiểm soát không lưu phi trường Tân Sơn Nhất. Sự kiện này diễn ra khoảng 11 giờ 40 phút trưa ngày 29 tháng 10 2014. Vẫn theo đài BBC, đa số nhân viên đài không lưu làm việc tại các phi trường ở Việt Nam hiện nay là con ông cháu cha đã được thu nhận vào các đơn vị quan trọng này bất chấp trình độ chuyên môn.